Rồi mời Quỳnh Tâm Cao lên sân khấu nè. Con chơi cho nó năm. Bài mà Tỳ Bà. Lạ này, bên tầm dưỡng giữa đêm khuya canh vắng, sao lại có tiếng tỳ bà văng vẳng dưới trăng? Nghe âm ba như khúc nhạc kỳ thường, chắc là người của chốn trường An thở nọ. Kìa, ngoài xa khơi nhắc nhô con thuyền nhỏ, anh lái thuyền hãy cho thuyền tá cập sát chiếc thuyền kia, để ta được diễn kiến gánh sư cầm nghệ. Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Sư phụ đàn thật hay, phải chăng có thể cho được gặp mặt để thỏa lòng ngưỡng mộ? Xin kính chào tiên sinh. Chào cô, xin mời cô bước sang thuyền. Mời cô ngồi. Xin các vị đừng cười, ngón đàn của tôi kém lắm, có lẽ làm bận tay các vị rồi chẳng. Xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống, ngón đàn của cô nương tuyệt thấy, tuyệt thấy. Đàn lớn như khúc nhạc tiên, nhưng nghe giọng nói của cô nương thì dường như không phải là người ở xứ này, mà giống như người ở Trường An. Sao lại tới nơi đây vậy? Xin tiên hỏi thì tuổi xin nói. Vâng, tôi là người của chốn Trường An thuở nọ. Cầm kỳ thị quả không phải chỉ biết sơ qua, mà lại là rằng xa ai mà chẳng biết qua tiếng tâm gian dối kịch thành tôi tận sinh lần lấy một thời với chiếc tỳ bà. Thì ra cô là ca kỹ chốn kinh thần, sao giờ đây phải đành nơi cuối tại gian gặp sông bắp bờ đến sông. Thanh xuân qua rồi không trở lại, có ai tài gì kéo được sự đời gian. Nhưng ít ra nơi cổ qua đâu hỏi, tội tình gì phải lang thang. Tiên sinh ơi, người là đất trường phu thì dù có trèo cao té nặng cũng không ai dám đem lòng khinh thị. Còn tôi là một ca kỹ về chiều không đường lựa chọn, nên phải lang thang nơi cuối bài. Một gã lấy buông dài thấy mây đó, chứ không có tình có nghĩa yêu đương. Chàng đã buông chà ở tận phụ lương, để tôi cô độc một mình trên tiếc tiền con. Đêm từng đêm nhìn trăng treo trên sông lạnh,
nhớ đơn tuổi thân xưng mà lòng rưng rưng nước mắt. Thì ra là như vậy, cho nên có phải đến nơi này. Thời gian trôi đã giết mòn tuổi ngọc của một ca nhi, đành chấp nhận chứ nói được gì. Cô nương ơi, thời gian trôi làm hao mòn tuổi ngọc, đâu phải chỉ có riêng cô. Nhưng nghĩ kỹ ra ta cũng đồng cảnh ngộ, và tôi cũng bị trôi giạt đến nơi này. Tâm tôi đây đang bị lưu đày, rời Trường An không hẹn ngày trở lại. Cuối bài em gặp chỉ có rượu và thơ. Thật không ngờ người cũng tự chôn kinh đô, xin cho được biết hoa cao danh quý tánh. Tánh danh tôi không còn giá trị, vinh dự về chức tư mã Giang Châu. Có mạnh trai anh mới bình lĩnh này. Tư mã Giang Châu bị lưu đày, thế ra ngài là bạch học sĩ đây à? Cô biết tôi sao? Không biết. Và tôi cũng không đủ tư cách để dám quen biết với ngài. Nhưng đất Trường An ai mà không biết nghe qua danh tánh của bạch sư vị, là chủ nhân của bài Trường Hận ca đây chứ. Vậy à? Dân đời à, ca cái như tôi à, lúc còn ở kinh thành đã thuộc lòng bài Trường Hận ca. Và nghe qua cao danh của tiên sinh Quan Thanh Liêm cho dân không sợ khó khăn, dân trường của ông như dòng suối tiên. Trời có mấy ai hiểu được mình như thế này, và con đàn lại quá thức tha. Dù ta đã bị lưu đày, nào có nghĩ hơn thua gì, thần sinh tình chi kỷ chi âm. Nào dám kết giao với bậc nhân tài, không mấy ngày bị tiếng đời sẽ làm hại người. Cô nương không can chi, đừng nghĩ gì cả. Xin mời cô hãy ngồi vào bàn tiệc, uống với tôi vài ba chung rượu. Điểm nay tôi được tiên sinh thưởng thức tiếng đàn và trò chuyện, đã là phước ba đời của tôi rồi. Làm sao tôi dám cùng tiên sinh cạn chén, và nghĩ đến chuyện chi âm chi kỷ.
thì còn câu nệ làm chi, ghi lệ như thế để gọi là trí âm tri kỷ. Xin mời cô hãy cùng tôi cạn máy chung đây. Vì với một giang châu tư mà đã bị đài lên tới thủy tầng sơn lâm, cả năm rồi tôi chưa được nghe tiếng tỳ cầm. Nay cô đã cho tôi trúc bầu tâm sự, tôi sẽ suy tư viết bài đêm này. Tôi thật vô cùng cảm giác thưa tiên sinh, buồn tâm sự gian trong tư mà nghe tiếng đàn lá trà dòng châu. Tiên sinh ơi, má chung rủ tôi xin sẽ hầu đàn có bàn chi âm. Kể từ ngày tôi rời khỏi Trường An, nay tao ngộ người mang chung tâm sự, chút hết tâm tư nhạc quan trầm bông cúc khế thương rồi lung vắng. Rồi là một khúc nhạc tiên tặng cho tư mã giang châu bàn tài. Chính đa tạ thì bà Hằng sẽ là tân, vài hôm gặp lại không quên tặng người. Bài thơ đã được ra đời và được mỗi người lùi đến mai sau. Anh ta từ đây không thấy anh Hoàng còn ba hả? Anh mất bình lưng đây mà. Rồi cảm ơn Quỳnh Tâm Ca, giờ đừng like em gái nha. Cảm ơn cái nhà yêu cô Vũ.